Với cái phiên bản EP MA103 thì nó sẽ không có thêm cái phần tấm trải sàn nót dưới ghế nhưng với phiên bản IS. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trong các clip trước thì Ngọc Gia Ban cũng đã chia sẻ cho các bạn về tổng thể những cái mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản hiện đang là cao cấp nhất. Với cái dòng Panasonic thì nó sẽ có phiên bản EP MA103, dòng Femini Inada nó sẽ là phiên bản FMC Lupilus 30.000 và dòng Fujizoki, dòng chuyên trị nghèo vật lý, đó chính là phiên bản IS 2001. Và với dòng Femini Inada thì nó sẽ có bản Lupilus 30.000 bản màu đỏ, bản màu trắng. Và với dòng Panasonic thì nó sẽ có phiên bản MA103 với bản K là màu đen, bản C là màu trắng ngà và bản E là màu vàng be, như trong clip trước Ngọc Gia Ban đã chia sẻ cho các bạn. Và trong clip ngày hôm nay đó chính là cái phiên bản IS 2100 của cái dòng Fujizoki với hai màu chính, đó chính là bản BK là bản màu đen và bản CS là bản màu vàng be. Và trong clip ngày hôm nay đó chính là cái phiên bản IS 2100, cái phiên bản màu PK với cái trọng lượng nguyên thùng của nó là 100 kg. Và ngay sau đây thì Ngọc Gia Ban sẽ cho anh em nhân viên là mở cái chiếc thùng này ra để cho mọi người có thể xem về cái cách để họ bố trí một cái chiếc ghế massage gọn gàng trong thùng của cái dây chuyền sản xuất của người Nhật, cũng như là để chúng ta có thể biết được về cái vị trí và cách sắp xếp như thế nào để tránh chúng ta mua phải hàng giả, hàng nhái cũng như là những cái mẫu ghế kém chất lượng. Và với những cái mẫu ghế ở nội địa Nhật Bản thì thường khi mà mọi người nhận được đó chính là những cái mẫu ghế nguyên thùng, nguyên chiếc mà không phải là các cái bộ phận của nó tháo rời. Tháo rời ở đây của chiếc ghế đó chỉ là hai cái phần tay, bởi vì hai bộ phận này thì chúng ta thường phải tháo ra để có thể di chuyển qua lại qua các cái phòng cũng như là cầu thang hay là các cái cửa nhỏ. Và đi kèm theo với hai phần tay ghế đó chính là cái logo đính kèm màu bạc có ghi chữ là Fujizoki và ký hiệu trên chiếc ghế đó là chữ R và chữ L để thể hiện cho bên trái và bên phải. Cũng như là kèm theo ghế đó chính là những cái phần giấy hướng dẫn về cách lắp đặt cũng như là cách sử dụng để sao cho chiếc ghế hiệu quả nhất. Với cái phiên bản EP MA103 thì nó sẽ không có thêm cái phần tấm trải sàn nót dưới ghế, nhưng với phiên bản IS 2100 thì ở đây người Nhật họ đã tặng kèm thêm một cái phần tấm trải nót ghế ở ngay trong thùng. Cũng như ở đây thì về chiếc ghế sẽ được bao bọc rất là cẩn thận ngoài lớp túi bóng bên ngoài để tránh bụi, cũng như bảng điều khiển được bọc những cái lớp xốp để chống sốc, chống rung lắc. Và các cái phần rãnh sắt ở đây thì họ sẽ được bao bọc bằng các cái tấm bìa, dán thêm các cái phần hướng dẫn sử dụng cũng như là về cái phần cách lắp đặt ở hai bên tay. Còn lại là như chiếc ghế nó sẽ là nguyên bản. Và với phiên bản IS 2100 là một trong những cái phiên bản đặc biệt, nó sở hữu được thêm hai cái tấm sưởi rất là dày dặn, khác với dòng Panasonic nó sở hữu con ana nóng. Cũng như ở phần tem của ghế thì chúng ta có thể xem được về mã vạch. Với phiên bản này thì chúng ta có thể thấy là số thứ tự của nó là IS 2100 và số thứ tự là 12341. Và các bạn có thể xem chi tiết hơn về chiếc ghế qua cái phần túi cáp táp lô, nó sẽ đầy đủ các cái bản hướng dẫn sử dụng cũng như là về cái mã vạch để chúng ta có thể quét để xem đây có phải là hàng chính hãng của thương hiệu Fujizoki ghế massage nội địa Nhật Bản hay không. Và với phiên bản IS 2100 nó còn là một trong những cái phiên bản đặc biệt. Dòng Panasonic thì nó sẽ không có một mẫu ghế nào được tích hợp thêm loa, nhưng với phiên bản IS 2100 thì nó sẽ được tích hợp thêm đôi loa Bluetooth và chúng ta có thêm chỗ để điện thoại, thì khi mà chúng ta thư giãn và chúng ta có thể nghe được thêm những cái bản nhạc du dương hơn. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu được phiên bản IS 2100 với cái hình thức nguyên thùng, nguyên hộp, hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555. Ngọc Gia Ban sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là tư vấn cho các bạn để có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.